Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, loa bẫy chim và phụ kiện. Xin chào toàn thể anh em. Anh em mua hàng thì liên hệ với các đầu số của shop nhá. Viettel có, Vina, Mobi. Bác gọi sau này không được thì các bác gọi số khác nhá. Tại vì nhiều khi là các bác gọi đến là số điện thoại của shop nó đang bị bận máy thì các bác gọi sang số khác nhá. Địa chỉ của shop thì nhãn Tân Yên Bắc Giang. Rồi. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay shop giới thiệu với anh em bộ quần áo ngụy trang nhá. Quần áo ngụy trang mẫu mới nhá. Mẫu mới, màu đẹp, đúng theo cái màu mà anh em đang rất là ưng ý nhá. Đây, các bác nhìn đây. Đây là quần áo ngụy trang này. Hàng này nhá. Các bác nhìn đây nhá, cái màu thực tế đây này. Màu lá cây khô, màu lá cây khô nhá. Chất liệu vải này là chất liệu vải gió. Vải gió gọi là mình nói đơn giản là vải gió, thực ra nó là vải không thấm nước đấy các bác nhá. Chất liệu vải gió không thấm nước này. Đây nhá, đây là cái quần này. Quần thì may theo kiểu suông nhá các bác nhá. Phía sau ấy là không có túi mà chỉ có hai túi hai sườn. Cái bụng này thì được may theo kiểu bằng dây thun nhá. Kiểu bằng dây thun thì là phù hợp cho hầu hết các kích cỡ nhá. Cái này thì đợt này nhập về là chỉ có một size to này các bác ạ. Size to. Ở bên kia nó ghi là cái số 50. Số 50 này. Nhưng mà cái size này là size lớn. Ứng với anh em mà ít nhất phải là cao khoảng trên 1m6, nặng 60-70 cân ấy thì mặc bộ này mới đẹp nhá. Thế còn anh em mà nó nhỏ hơn thì là sẽ hơi khó mặc. Cái này là dành cho anh em to con. Đây. Quần này thì may có túi chéo này thôi nhá. May túi chéo này thôi. Cái dây chun này cạp quần ấy làm theo kiểu dây chun và có phụ thêm cái dây đây gọi là con đĩa nịt lưng ấy, để anh em có nhu cầu cài nịt lưng thì sẽ cài vào đây nhé. Phía ống quần này, cái dưới ống quần này các bác nhìn này, nó có một cái dây dù, một dây dù và một cái bấm. Hai đầu của dây dù này được may lại đây nhé. Cái này và các bác phải buộc nó lại cho nó chắc chắn hơn nữa. Thế còn đâu thì chỉ có may đính như này thôi. Thì cái này các bác sẽ cầm cái dây này, cần thiết các bác kéo lại thì để cho nó hãm, các bác bóp này xuống này, bóp xuống nó nhả ra. Đây. Đây các bác nào mà muốn thắt ống ấy, đây, muốn ống nó thắt lại ấy. Đây, khi mặc vào muốn thắt lại ấy, thì này mình bấm cái này và mình nôi nhá. Đấy là cái ống nó sẽ thắt lại. Đây, cái ống nó bó lại đấy, bó nhỏ lại. Thế còn bình thường các bác để như không như này ấy, thì cái ống nó là cái dạng suông như này nhé, dạng suông. Thế còn các bác muốn cái ống này nhỏ hơn là các bác bó lại, kéo lại đây nhé, kéo lại đây. Cái này là chất liệu vải rất là đẹp, bền, mặc thì là mát nhé các bác nhé, mặc mát. Cái này tuy nó là chất liệu gió không thấm nước nhưng là nó mỏng, mặc nó rất là mát nhé. Đây là cái quần. Đợt này chúng tôi về được một cái cỡ này thôi các bác nhé, một cỡ lớn, anh em to con thì là sẽ đẹp. Đây là cái áo này, áo ống tay nhá. Ống tay là được bằng thun bô dung lại, bô rông lại để cho nó bó vào tay mình. Ống tay như này. Đây. Cái này thì hai túi, hai bên vạt là có hai túi này. Hai túi này rất là sâu. Và cái túi này là được ngụy trang bằng cái đường khóa này. Và có cái viền khóa ngoài nữa. May đèn lên trên này, nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là kín đáo, nó không có nộ cái túi này nhá. Đấy. Cái này là vải, các bác nhìn rõ ràng là vải như này. Chất liệu không thấm nước. Và phía mặt trong này là có thêm một cái lớp bóng này nữa. Các bác nhìn này, hai lớp nhá. Cái này là hai lớp, các bác nhìn rõ ràng luôn, hai lớp này. Lớp trong và lớp ngoài. Lớp trong là cái lớp bóng này thì là nó rất là mát. Mặc vào người nó rất mát các bác nhá. Bộ này rất mát, rất thoáng đấy. Đấy, cái bộ này là bộ dành cho anh em to con. Cân nặng một chút thì mặc nó mới vừa. Thế còn như tôi đây là mặc sẽ rộng lắm, rộng thùy rộng thoải luôn. Áo thì còn chấp nhận tạm, như quần thì rộng lắm, hầu như không mặc được nhé. Áo thì hơi rộng không? Đây anh em xem này. Ống tay là bu rông như này nhé. Và cái này ấy, nó có mũ liền luôn. Có mũ liền. Cái này dành cho các bác phải cao 1m70. Nặng 60-70 cân ấy, thì mặc nó mới đẹp nhé. Thế còn hẹn là các bác là nhỏ con thì để đặt sau shop đặt được cái nội hàng sao nhỏ hơn. Đây. Đằng trước là khóa kéo nhá, đằng trước là khóa kéo này. Dây thiết này, mũ liền nhá. Mũ liền.
Màu này rất là đẹp rồi, anh em rất là chuộng cái này luôn rồi. Mặt rất là mát các bác nhé, mặt rất là mát. Hàng này là hàng không thấm nước. Các bác có đi trời mưa ấy thì chỉ xong chỉ cần lấy khăn lau một phát là xong hết nhé, không có ngấm ở phía trong nhé. Các bác lưu ý hàng không thấm nước. Đây, khóa này có tay khóa dưới đây, túi này. Đấy, cái này tôi gầy quá, mặt nó hơi rộng, anh em phải to con hơn mặt nữa nhé. Rồi. Cái bộ quần áo này nhá, giá hành của nó là 600.000 các bác nhá. 600.000 đã bao cước kiểm soát nhanh cho các bác rồi. Đây một bộ nhá. Đó. Cái vải này là anh em rất là thích, màu này là màu ngụy trang thì cực kỳ luôn. Nhưng mà có cái là chỉ nhập được cái size to thôi, chưa làm được size nhỏ nhá. Nên lần sau hàng về sẽ có cái size nhỏ phục vụ anh em nhiều hơn. Size này dành cho các bác to con, nặng cân. Đây. Em quay sát ở đây cho các bác nhìn thấy cái anh em nhìn thấy rõ cái màu của nó, màu rất là đẹp. Khi mà vào video ấy thì cái phần này này nó sẽ hơi sáng một chút, nhưng mà thực tế của nó ấy, thì nó không sáng đâu các bác nhé. Thực tế nó rất là sậm màu, rất là tối, độ ngụy trang rất tốt nhé. Đây giới thiệu với các bác cái bộ quần áo ngụy trang cao cấp. Hàng này là hàng này, nó là hàng nhập khẩu hết các bác nhé. Nói thẳng quan điểm luôn với các bác, nó là hàng nhập khẩu Trung Quốc đấy. Đây là hôm nay lấy hàng về thì làm cái video cho các bác thấy được thực tế nhé, thực tế cái bộ quần áo này. Đây các bác xem này. Đây, ví dụ như trong này này là nền màu xanh nhiều này, nó rất là tối, độ ngụy trang rất là tốt. Nhưng mà khi các bác quay lên video nó có một chút vàng của cái lá này ánh ánh này thì các bác thấy nó hơi sáng. Thế nhưng mà khi mà mắt mình nhìn lên thì nó không sáng đâu nhá. Đây các bác nhé. Đây cái số này là cái số bên kia, thằng này hàng Trung Quốc các bác ạ. Kia nó quy định là nó là số 50. Số 50. Đấy. Thì lần sau thì shop sẽ đặt cái số nhỏ hơn thì là phục vụ anh em có cho anh em cái size nhỏ hơn. Size này là size hơi to. Như tôi mặc cái quần này là mặc không được. Cái áo thì gọi là mặc tạm, nó rộng nên cái quần thì mặc không được nhá. Đây các bác là phải to con một chút. Trên 60 cân. Trên 60 cân, nặng 1m7. Mặc nó mới đẹp, nó mới ok nhá. Cái đấy là cụ thể chi tiết về cái bộ quần áo ngụy trang. Anh em ủng hộ shop nhá. Đây, anh em cứ liên hệ với tôi, số điện thoại của shop đây, shop Tân Ánh. Còn đây thì mấy cái gọi là ống nhòm một mắt loại dài. Anh em nào chơi thì ủng hộ shop nhá. Các bác nhá. Đây, hiện tại cũng mới có cái lô hàng ống nhòm một mắt loại dài nhá. Rồi. Cảm ơn các bác nhá.